Bạn có nhu cầu mua app Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi các thể loại mini game may mắn hấp dẫn trúng lớn, hãy đến với Riaki.vn, shop hợp tác chính thức độc quyền duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì bên Ana Free Fire họ đã gửi cho mình món quà khá thú vị. Tuy nhiên thì trước khi mà check món quà đó thì mình sẽ làm rõ một số vấn đề. Sáng nay thì có một số bạn có hỏi mình là tại sao cái sự kiện đối mặt tử thù, cái sự kiện cầy ba lô ấy nó không vào được. Thì cái sự kiện này ấy, như mình đã có nói ở trong cái phần giải đáp cho các bạn dưới phần comment sáng nay, thì cái sự kiện này nó đang hơi bị lag một chút. Và các bạn nào mà không vào được cái sự kiện này ấy thì các bạn có thể cố gắng là đổi mạng internet hoặc là sử dụng 4G thì chúng ta có thể vào được. Nhưng hiện tại cũng rất nhiều bạn đang chưa có cách nào có thể vào được trong sự kiện đối mặt tử thù này để có thể chỉnh cũng như là để tham gia. Và trong sự kiện thì các bạn có thể đổi qua 4G hoặc có thể đổi qua một thiết bị khác, đăng nhập với tài khoản của mình một thiết bị khác để chúng ta thử nha anh em nhé. Tại vì cái này phần nhiều nó do mạng internet, cái này vấn đề phần nhiều nó do mạng internet ấy. Có thể mạng internet của anh em nó bị chặn và nó bị làm sao đó thì anh em không thể vào và cày cái sự kiện lấy cái ba lô này được. Thì đấy là cái vấn đề của cái ba lô này. Cái ba lô này nó sẽ giống hệt với cái ba lô chân nhện đây, nó sẽ giống hệt với cái ba lô lời nguyền nhện này. Và nói chung là cái ba lô này thì mình nghĩ là mọi người lấy thôi chứ chắc mọi người không dùng đâu, vì cái ba lô này là một cái ba lô tương đối cồng kềnh và cái ba lô này đeo vào nó sẽ rất là khó bắn, nên là chắc là mọi người chỉ lấy để kỷ niệm cái sự kiện Venom này thôi đấy. Ok, ngoài ra thì các sự kiện khác thì nó sẽ bắt đầu ngày 16 tháng 10, thế nên là anh em cũng không cần phải là quá lo lắng về cái chuyện này. Ok, về cái phần quà Gana gửi cho mình thì cái này mình đã test cho anh em hai ngày hôm nay rồi, đó là M1887 hào quang vàng. Và thực sự thì cái khẩu này có lẽ anh em đã biết cái sức mạnh của nó sau những cái phần test của mình trên kênh Riaki Minh rồi. Có một số bạn có hỏi là mình hãy so sánh cái khẩu này với những khẩu M1887 khác. Thì ngày hôm qua thì mình đã có một video mà mình đã phân tích các cái điểm mạnh và điểm yếu của khẩu này. Thì nhiều bạn cảm thấy không hài lòng với cái tốc độ thay đạn của khẩu này. Thì cá nhân mình nghĩ là cái tốc độ thay đạn này không vấn đề gì. Tuy nhiên thì nếu như anh em vẫn theo chơi theo phong cách tốc độ thay đạn thì anh em có thể lựa chọn giữa Hy vọng hoặc là khẩu Thánh Phong. Thì mình nghĩ là thật ra ấy, các skin M1887 nó không chênh nhau quá nhiều. Các skin M1887 thực tế là nó không chênh nhau quá nhiều về sức mạnh. Thế nên là anh em miễn là anh em bắn trúng là được. Đấy, miễn bắn trúng là được. Và tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì cái khẩu M1887 mà nâng cấp ấy nó sẽ tăng cho chúng ta đó 2 sát thương một tốc độ thay đạn. Thì có nghĩ thì có lẽ là nó sẽ là điều tốt nhất. Còn nhiều anh em mình nói là M1887 để không cần tốc độ bắn thì tôi cũng thấy là có tốc độ bắn thì tôi cảm thấy bắn thoải mái. Còn không có tốc độ bắn thì tôi vẫn hạ cùng một địch bình thường. Đấy, ok. Thế là mình sẽ cầm hào quang vàng vào trong server Việt Nam test tại server Việt Nam nha. Test tại server Việt Nam luôn. Cái này tôi phải test ở bên server châu Âu thôi. Thì test bên server châu Âu thì ping có tận 2-300 nên là rất là khó để cảm nhận được sức mạnh. Thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp ở bên server Việt Nam để gọi là tăng cái trải nghiệm cho anh em. Ok con dê. Đấy, ui chưa vào trận nhỉ? Đây rồi, đôi giày. Ô, gặp mấy thanh niên mấy thanh niên trẻ trâu anh em ạ. Rồi luôn. Đấy, mấy thanh niên cãi nhau luôn. Từ từ nhá, mình sẽ xem mấy thanh niên này nói chuyện gì. Team mình có hai ông FBI Long Ryu và Huy Drek. Đấy, để tôi sẽ tăng cái âm lượng chat của mấy thanh niên này lên. Đấy, xem mấy thanh niên này nói chuyện gì với nhau. Giọng mấy bạn này chắc là mới học cấp 1 gì đấy. Gặp ngay mấy thanh niên cấp 1 đấy anh em ạ. First blood. Mấy thanh niên này đang nói về chuyện là kéo tâm nhưng mà không thành công anh em ạ. Khổ thật sự. Khổ thân. Khổ thân mấy thanh niên này đang nói về chuyện không kéo tâm được. Ây à. Ai chà, thịt mình rồi. Chắc là mấy thanh niên này cũng không phát hiện ra mình là YouTuber đâu anh em ạ. Và chắc là không phát hiện ra đâu. Tôi không bao giờ bật mic để nói chuyện với cả các bạn chơi cả. Tại vì nhiều khi mà mình làm clip ấy, mình cảm thấy là nó các bạn nếu mà nghe thấy giọng của mình các bạn sẽ hay là chửi bậy hay gì đấy. Mình không thích lắm. Mấy thanh niên này đang nói về chuyện là bản thân có kỹ năng thượng thừa và có thể bắn bách phát bách trúng.
Ui, bắn kinh phết anh em ạ. Vâng, mấy ông team mình bắn hạ được hai người rồi. Vâng, có hai ông Long Ryu và Huy. Chắc một bạn tên là Long, một bạn tên là Huy. Ổn đấy, ổn đấy. Nói chung là tôi ít khi bật mic, nhưng mà nếu anh em thích thì tôi cũng sẽ thi thoảng chơi với tôi bật mic. Cứu tôi. À, mấy thanh niên này bị hạ gục xong rồi, bây giờ đang cần mình qua cứu đây. Cứu tôi. Qua cứu nó phát vậy. À, mấy thanh niên này am hiểu về Pharmadix phát đấy, không phải đơn giản đâu. Khá am hiểu về Pharmadix, à, đến được vị trí của Huy, Huy the Red. Này thì hack với chúng tôi. Đi thẳng chơi với mấy thanh niên này vui thật. Mấy thanh niên này công nhận là chat nghe vui thật sự ấy. Tôi nó nghĩ ra là tôi chưa mà bơi ấy. Cái tôi vắng quần đỏ đi. Hai thanh niên này đang khoe với nhau là bắn MP full đam đỏ anh em ạ. Mấy thanh niên này tếu phết đấy. Ok con dê, địch thi đấu khá uy tín, khá cẩn thận anh em ạ. Mấy ông này team mình nhỏ tuổi mà bắn cũng được ấy chứ. Thấy gây sát thương người địch cũng khá là ok. À, mỗi tội là hay la hét thôi. Nói chung là hay la hét. Từ từ Long ơi. À, một bạn tên là Long, bạn tên là Huy. À, Long Rêu, Long Rêu và Huy the Red. Một cháu bắn đồng đội cậu à, bắn đồng đội tôi. Cái thằng tu bh mốt nó nằm rồi. Và tu bh mốt con thanh niên đẩy lên sớm ấy. Bây giờ Long Rêu. Cứu tôi. Khổ thân thanh niên Long Rêu. À, thanh niên này bắt đầu phát hiện ra mình rồi đây. À, fan cuồng của Riaki. Và thanh niên Long Rêu tự nhận mình là fan cuồng của Riaki. Bó tay. Thanh niên tự nhận là fan cuồng của tôi anh em ạ. Và có một sự bốc phét không hề nhẹ. Có một sự bốc phét không hề nhẹ đến từ vị trí của thanh niên Long Rêu. À, nhảy xuống à? Nhảy xuống với chúng tôi. Nhảy xuống với chúng tôi. Clono, à thế thanh niên này đúng là fan tôi thật rồi. Và đọc con Chrono mà là Clono thì khả năng rất cao thanh niên này đúng là hay xem clip của mình. Triple kill. Mấy thanh niên này phát hiện ra mình là Riaki thật đấy anh em ạ. Và ảo ma Canada thật sự đấy. Đơn quen nha. Đây, xem mấy thanh niên này có phát hiện ra M1887 mới không? Nào, có phát hiện ra M1887 mới không nào? Chắc là không để ý rồi. Đó. À, cũng biết là được lên TV. Nhắc cả đến hôm cay dù luôn. À. Mấy thanh niên này là đang nói về chuyện là thích được lên kênh của Hùng Kaizu. Đấy, tức là đang nói chuyện về Rikaki lại qua Akira, hợp lý à phết. Nói chung là mấy bạn này cũng khá là dễ thương. Mình thấy là dễ thương, cũng không chửi bậy, không gì cả. Đấy, tôi chơi với nhiều bạn, nhiều hôm tôi chơi mà tôi bật mic ấy, để thu lại xem các bạn nói gì ấy. Có rất nhiều bạn chửi bậy hoặc là các bạn ấy nói cái linh tinh. Đấy, nó không hay lắm. Mà công nhận là mấy bé nói chuyện nhiều rồi. Long Rêu và Huy the Red. Thì hy vọng là các bạn thì cũng có thể xem được cái video clip này, coi như là một cái kỷ niệm. Úi dồi ôi, toang rồi. Thanh niên Long Rêu rồi được cái là rất hay la hét. Chúa tể la hét Long Rêu. Khổ thân. Cứu tôi. Đây còn mỗi một thằng thôi mà. Thanh niên này cuống thế. Chúa tể la hét.
Này, hết chọt là một pha hạ gục đối thủ. Thanh niên đòi mua ở Vector ạ. Vector 2.800 tiền ạ. Tiền đâu mua cho thanh niên ạ. Khó tay. Mấy bạn này dạo này chắc là trong miền Nam. Trong miền Nam. Khoe nhau là khoe nhau phải đi ngủ ạ. Dòng đứa mấy đứa trẻ con nhà tôi. Dòng mấy đứa con tôi ăn cơm xong là phải đi ngủ, không được chơi, chiều mới được chơi tiếp. Đó mà mấy ông này, mấy ông nhỏ nhỏ này không đi học à? À hay là chắc là sáng học online rồi, chắc là chiều không phải học online nữa. Ok, nói chung là cũng khá vui. Thỉnh thoảng bật mic lên gặp mấy bạn cũng thân thiện này, cũng khá vui. À, ui, địch ở trong nhà, thủ trong này và nghe tiếng lên đạn trên nhà anh em ạ. Ok, con dê, đẩy vào thôi, đẩy vào thôi. Đẩy vào thôi. À, ghép ngẫu nhiên gặp ngay mấy thanh niên chẩu tre leo rank. Ui ôi, này gì à, chơi cả ném lựu à. Tuổi gì luôn, tuổi gì đòi ăn mì luôn. À, làm sao cho mày quả lựu băng. Né 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 chưa, kiểu gì nó cũng sẽ né sang bên này. Đấy, né sang đây của chúng tôi, né sang đây, né sang đây chúng tôi triple kill luôn. Cuối cùng được lên PG. Yeah, got hàng real boy. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong video sau. Và hy vọng một ngày nào đấy cũng sẽ gặp anh em trong tử chiến nhá. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video sau. Nếu các bạn thích cái kiểu video như thế này thì các bạn có thể comment phía dưới thì mình cũng sẽ chú ý làm nhiều hơn nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye.